Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với chiếc máy ảnh Nick 5. Thì chiếc Nick 5 này ra đời cũng khá là lâu rồi, tầm 2011, 2012. Thì đây là chiếc Nick 5N. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một cái phần kim loại khá là to đây. Đây là cái vòng nắp nen, gọi là ngàm đấy. Ngàm nắp nen. Ta sẽ có một cái chốt đây để chốt các khi các bạn nắp và chốt các ống kính thì để giữ được cái ống kính được chắc hơn. Đấy. Phía trước chúng ta sẽ có cái mắt hồng ngoại để khi các bạn sử dụng điều khiển từ xa, một cái đèn lấy nét. Phía trên thì chúng ta sẽ có công tắc nguồn ở đây. Đây là nút lấy nét và nút chụp. Các bạn xem lại các ảnh và video ở cái bật thì bấm cái nút này. Cái nút này là nút quay phim. Phía trên chúng ta sẽ có một cái khe nữa. Phía trên đó là cái khe cắm mở rộng. Các bạn có cắm lên flash rời hoặc là viewfinder. Nó là ống ngắm đấy. Bên cạnh là bên cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái cổng micro USB. Cổng USB nhưng mà cái này đời khá là cũ rồi. Hiện tại tại thì người ta sẽ dùng từ Type-C đến từ Type-C hoặc là micro USB rồi, thay vì cái cổng này khá là cũ. Một cái phía đằng dưới là cổng HDMI mini. Hai bên thì chúng ta sẽ có hai cái móc dây đeo ở đây. Mặt dưới thì sao? Mặt dưới chúng ta sẽ có lỗ các bạn cắm gắn vào chân máy và đây là cái nắp để mở hầm chỗ chứa pin và khe cắm thẻ nhớ thì các bạn khi cắm thì các bạn nhớ quay đây, ở đây nó có hướng dẫn này, quay cái phần khuyết về phần cái màn hình của máy ảnh. Ở phần mặt sau thì chúng ta có một cái màn hình có thể gấp được chắc gần 90 độ, 45 đến 47 độ, 45 đến 60 độ. Mình nghĩ là chỉ được tầm chưa được đến 90 độ đâu. Ta sẽ có nút menu ở trên này. Đây, mình sẽ bật nguồn lên cho các bạn. Ta sẽ có nút menu ở trên này. Mặc định cái nút này các bạn sẽ chỉ là nút menu và trở lại, nó sẽ không có các không thể gắn được các phím chức năng khác ở đây. Chúng ta sẽ có một vòng xoay và 5 phím chức năng, trong đó phím bên tay phải này và phím giữa này các bạn có thể gắn được các chức năng vào cho nó. Nút giữa này thì các bạn có thể gắn được một cả một cái menu nhỏ giúp các bạn cái chọn những cái hay sử dụng như vài bản năng hoặc là cách lấy nét hoặc chọn kiểu lấy nét. Đấy. Cái nút này, nút phía dưới này cũng là cái nút để các bạn có thể gán được một số tính năng khác hoặc nút lựa chọn xóa ở đây cũng khá là đơn giản. Thì chiếc Nick 5N này có cảm ứng nhé các bạn. Đây mình sẽ bấm vào đây, nó có cảm ứng. Chúng ta sẽ ở phía bên trong menu, chúng ta sẽ có 6 cái menu cơ bản. Menu thứ nhất là lựa chọn các chế độ chụp. Menu thứ hai là một số cài đặt camera như focus hoặc là bắt nét rồi đấy. Menu tiếp theo là assign image, cái tên nó đã mang lại cái ý nghĩa của chúng ta, đó là các định dạng cỡ ảnh hoặc là một số các định lựa chọn định dạng. Rồi cái menu thứ tư là về màu.
điều chỉnh về màu sắc đấy, độ sáng này, ISO này, white balance, rồi cách đo sáng, chụp HDR, HDR và picture size, picture effect. Cái menu thứ năm thì là nút cho các bạn xem lại hoặc điều chỉnh volume, xem lại hoặc xóa đây. Thì cái này nó có trên chiếc máy Nik 5N có 3 kiểu xem, các bạn có thể lựa chọn riêng, đó là lựa chọn xem hình ảnh, lựa chọn xem chế độ đây, hoặc chế độ ấy MP4, hoặc lựa chọn xem các file AVC HD. Cái menu cuối cùng là menu setup, giúp các bạn setup một số các tính năng như xem trước này, hoặc các cài đặt các phím tắt, hoặc là các phím định dạng thẻ nhớ các thứ có len nữa. Đấy. Thì ở video sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn sâu hơn về các menu của con Nik 5N này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Để còn xem được các video tiếp theo thì các bạn nhớ đấn đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Vâng, và video lần này đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các anh em trong những video sau. Các anh em cũng đừng quên để lại một like, một comment góp ý, và hơn hết là ấn nút subscribe kênh và bật thông báo để nhận được video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video sau.